Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vàng có thể tăng lên 3.000 USD một ounce trong 12 đến 18 tháng tới nếu nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái sâu, các ngân hàng trung ương tăng mua hoặc lạm phát. Giá vàng thế giới hiện ở mức 2.156 USD một ounce, vượt mức đỉnh lịch sử 2.135 USD hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia phân tích tại Citibank cho rằng vàng có thể lên 3.000 USD một ounce trong 12 đến 18 tháng tới. Ông Aakash Doshi, chuyên gia phân tích hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại ngân hàng này cho biết, kịch bản khả thi nhất là xu hướng phi đô la hóa tại ngân hàng trung ương các nước mới nổi tăng tốc và kéo vàng lên 3.000 USD một ounce. Hiện trang sức vẫn là lực đẩy chính cho nhu cầu vàng. Xu hướng này đang diễn ra nhưng khá chậm. Nếu được đẩy nhanh, khủng hoảng niềm tin vào USD sẽ diễn ra, chuyên gia nhấn mạnh với CNBC. Những năm qua, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng lên mức kỷ lục khi họ tìm cách đa dạng hóa dự trữ và giảm rủi ro tín dụng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc và Nga mua mạnh nhất, theo sau là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới WGC hồi tháng 1 cũng cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua ròng hơn 1.000 tấn vàng năm thứ hai liên tiếp. Nếu con số này gấp đôi, lên 2.000 tấn, chúng tôi cho rằng đây sẽ là lực đẩy lớn cho giá vàng, chuyên gia của Citibank cho biết. Bên cạnh đó, việc toàn cầu suy thoái sâu cũng có thể kéo giá kim loại quý lên 3.000 USD một ounce. Với kịch bản này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ phải giảm lãi suất mạnh tay. Lãi suất có thể giảm về 3% hoặc thậm chí 1%, giúp vàng lập đỉnh mới. Dù vậy, ông cho rằng đây chỉ là kịch bản có xác suất thấp. Giá vàng thường có xu hướng biến động ngược chiều với lãi suất. Khi lãi suất giảm, vàng sẽ hấp dẫn hơn các công cụ trả lãi cố định như trái phiếu. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ đang duy trì quanh 5,25 đến 5,5%, mức cao nhất từ năm 2001. Các chuyên gia dự báo Fed có thể giảm lãi suất trong 5 hoặc 6 tháng tới. Lạm phát kèm suy thoái cũng có thể là một lực đẩy khác. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn và có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ kinh tế bất ổn khi các nhà đầu tư tránh xa các tài sản rủi ro hơn như chứng khoán. Dù vậy, cũng như trên, ông Doshi cho rằng kịch bản này có xác suất rất thấp. Với điều kiện bình thường, Citibank dự báo giá vàng trung bình quanh 2.000 USD nửa đầu năm và lên 2.150 USD nửa cuối 2024. Nhà băng này kỳ vọng về cuối năm giá có khả năng lập đỉnh mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá vàng tăng theo quy luật cung cầu. Sau ngày vía thần tài, vàng nhẫn, vàng miếng được nhiều người dân săn đón, dẫn đến tình trạng khan hiếm vàng, từ đó đẩy giá vàng lên cao. Theo ông Huân, giá vàng biến động những ngày qua cũng không loại trừ khả năng một số đơn vị kiểm soát giá vàng SJC, họ muốn đẩy giá lên để bán bớt. Bởi sắp tới giá vàng có thể ảnh hưởng sau khi có sự điều chỉnh về mặt chính sách, cụ thể là Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng nhà nước trong công cuộc trình chính phủ sửa đổi Nghị định 24, nếu ngân hàng nhà nước can thiệp vào thị trường vàng thì giá vàng sắp tới sẽ giảm. Vị chuyên gia này cho rằng thị trường vàng Việt Nam là thị trường độc quyền nhóm. Giá vàng được thống nhất bởi các nhà vàng với nhau, họ có sự liên thông để hình thành nên giá vàng. Theo quy luật cung cầu, ai nắm giữ lượng vàng lớn trong nền kinh tế thì có quyền chi phối giá vàng. Nguyên nhân khác khiến giá vàng trong nước tăng là do vàng thế giới tăng trở lại. Nếu ngân hàng nhà nước không có bất kỳ động thái can thiệp nào thì giá vàng sẽ tăng trở lại. Ông Huân cho rằng ngân hàng nhà nước cần phát đi những thông điệp mạnh mẽ hơn, có động thái can thiệp cụ thể thì mới bình ổn được giá vàng SJC. Nguyên do là lượng vàng SJC trong thị trường không thay đổi trong suốt nhiều năm qua, nhưng nhu cầu mua lại ngày càng tăng. Đồng quan điểm về nguyên nhân giá vàng tăng, tiến sĩ Lê Đạt Chí, khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vàng trong nước bị tác động bởi yếu tố cung cầu và sự gia tăng mạnh mẽ của vàng thế giới. Bên cạnh đó, vàng cũng là một loại hàng hóa đặc biệt. Thành công của Nghị định 24 năm 2012 là chống vàng hóa thị trường, cho nên 10 năm nay không nhập thêm vàng, không bán ngoại tệ cho doanh nghiệp nhập vàng. Thị trường vàng cơ bản cũng có thể coi là một trò chơi giữa các nhà đầu tư, trong đó có người mua thấp, bán cao và ngược lại. Tiền từ người này qua người khác không ảnh hưởng đến vĩ mô của nền kinh tế. Xung quanh việc tìm giải pháp quản lý khi giá vàng liên tục nhảy múa, nhiều chuyên gia cho rằng phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, thị trường trái phiếu bền vững sẽ góp phần nắn dòng vốn nhàn rỗi vào đa dạng các kênh đầu tư. Ví dụ ngày 5 tháng 3, giá vàng miếng SJC tiến sát vùng 81 triệu đồng một lượng, giá vàng nhẫn 24K lập đỉnh mới quanh 68,6 triệu đồng một lượng.
Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 2.116 USD một ounce, tương đương chỉ khoảng 63,3 triệu đồng một lượng, quy đổi theo tỷ giá niêm yết. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới càng ngày càng giãn rộng, tăng từ 12 đến 13 triệu đồng một lượng hồi đầu năm 2023 lên mức kỷ lục 17 đến 19 triệu đồng một lượng hiện nay. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, người sáng lập Topi, nền tảng đầu tư và quản lý tài chính cá nhân, giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ đà tăng của vàng thế giới khi nhiều ngân hàng trung ương gia tăng mua vàng để cân bằng danh mục đầu tư. Ở trong nước, nhu cầu cũng tăng mạnh, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Lãi suất tiền gửi ngân hàng đang thấp nên với những khoản đáo hạn, người dân có xu hướng chuyển một phần sang kênh đầu tư khác, trong đó có vàng, ông Tuấn chỉ ra. Đáng chú ý, dù nhu cầu tăng vọt và chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới ở mức kỷ lục nhưng lại không gây áp lực lên tỷ giá. Thông qua quản lý thị trường vàng, ngân hàng nhà nước không phát tín hiệu cho việc bán ngoại tệ để nhập khẩu vàng, nhờ đó dập tắt khả năng đầu cơ vào tỷ giá. Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã góp phần chống vàng hóa, đô la hóa nền kinh tế. Tiến sĩ Lê Đạt Chí, giám đốc chương trình cử nhân tài chính ứng dụng Đại học Vines nhận định, ở một góc độ khác, để bình ổn thị trường vàng, nhiều ý kiến đề xuất xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng của ngân hàng nhà nước và cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC. Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét sửa Nghị định 24/2012. Cơ quan này cũng đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng, sau Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, tiếp tục triển khai các giải pháp theo quy định tại Nghị định 24/2012. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, thanh tra, kiểm tra, đánh giá thị trường vàng, đặc biệt là vàng miếng, thống nhất với Bộ Công an các giải pháp quản lý thị trường vàng trong quý 1 năm 2024. Đặc biệt, sớm hoàn thiện báo cáo, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 24/2012 để trình chính phủ. Ngày 7 tháng 3, giá vàng tương lai đạt mức cao chưa từng thấy, khi các nhà giao dịch đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ nửa cuối năm nay. Hợp đồng vàng giao tháng 4 tăng 30,60 USD, tương đương 1,46% lên 2.126,30 USD một ounce, mức cao nhất kể từ khi loại hợp đồng này được tạo ra vào năm 1974, theo đài CNBC News. Đây là phiên giao dịch thứ hai liên tiếp giá vàng đạt đỉnh. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 1 tháng 3, hợp đồng vàng giao tháng 4 cũng chạm ngưỡng cao chưa từng thấy vào thời điểm đó là 2.095,70 USD một ounce. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 3, VanEck Gold Miners ETF GDX tăng thêm 4,3% trong đợt tăng thứ 3 liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 1, GDX vượt mức tăng trung bình động 50 ngày là 28,295 USD. Theo chuyên gia Peter Book và của công ty Blakely Financial Group Mỹ, vàng vẫn hoạt động tốt bất chấp lãi suất cao và sức mạnh của USD. Nguyên nhân chủ yếu là các ngân hàng trung ương thế giới mua một lượng vàng khổng lồ sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu tịch thu 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga để phản ứng với xung đột Nga-Ukraine. Cũng theo ông Buchvar, vàng tăng giá nhờ kỳ vọng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm nay khi lạm phát giảm. Khi lãi suất giảm, giá vàng thường tăng bởi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Các tài sản như trái phiếu khi đó trở nên kém hấp dẫn hơn vì chúng không còn mang lại lợi suất tốt. Các nhà giao dịch đang đặt cược vào kịch bản Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Theo công cụ theo dõi lãi suất CME Fed Watch Tool. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.